Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới xúc động. Hai chuyện lạ nhãn tiền xảy ra tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Bác sĩ bệnh viện Từ Sũ nửa ngờ nửa tin, kinh ngạc. Sau cùng xác nhận. Hai linh mục Việt Nam sõng sạc viết lời chứng tạ ơn Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, vào những giờ phút bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất của cuộc đời, mỗi người đều đi tìm cho mình một đấng để cầu khấn. Với người Công giáo chúng ta, không chỉ là giờ phút đó mà chúng ta cần luôn luôn cậy trông vào Chúa, cầu nguyện nhờ lời cầu bầu, chuyển cầu của Đức Mẹ, của Thánh cả Giuse và các thánh nam nữ trên trời. Hai câu chuyện lạ thường sau đây chứng tỏ mạnh mẽ sức mạnh của lời cầu nguyện và một lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa. Chúa đã nhậm lời và Ngài đã thực hiện những điều lớn lao vĩ đại. Câu chuyện thứ nhất được linh mục Martino Nguyễn Bá Thông bên Hoa Kỳ kể lại lời chứng như sau. Nhớ về cha, Phêrô Khổng Văn Giám nhân ngày giỗ 3 năm của cha, mùng 6 tháng 12 năm 2019. Ngài là vị linh mục đã làm phép cưới cho bố mẹ tôi. Ngài cũng dạy giáo lý và rửa tội cho bố tôi. Đó là ơn bố mẹ tôi mang nơi Ngài. Còn tôi, bố mẹ tôi khó có con. Mẹ tôi hư, sảy thai 4 lần. Gặp lại Ngài vào cuối năm 1975, Ngài hỏi đã có con cái gì chưa? Nghe xong, Ngài bảo, lấy tiền chữa bệnh cho người nghèo và hãy đi khấn với Thánh Martino de Forest. Vài tháng sau, mẹ tôi mang thai, rồi 30 tháng 4 ập đến, cả bố lẫn mẹ đều đi tù, hai người biệt tăm tích. Mẹ tôi mang tôi trong bụng, đi tù chung. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, mẹ tôi không thiết sống và buồn trách. Nhưng một đêm nọ, khi đang than khóc, thì bỗng dưng tiếng người đàn ông từ bên kia bức tường của nhà tù vang lên. Ý hả con? Vâng, Chúa đã sắp đặt. Đó là tiếng của cha Giuse Giám. Ngài an ủi mẹ tôi và củng cố niềm tin nơi Chúa. Bác sĩ bảo cả mẹ lẫn con đều sẽ chết. Nhưng hôm nay tôi vẫn ngồi đây đánh những hàng chữ này là đứa con duy nhất của bố mẹ. Hôm nay dỗ cha 3 năm, con vẫn nhớ và dâng lễ cho cha. Mong cha sớm về bên Chúa. Khi về bên Chúa, cha nhớ đến con còn long đong nơi thế gian này. Ân sủng và bình an. Tác giả linh mục Nguyễn Martino Bá Thông. Câu chuyện lạ thường số 2 như sau. Nhờ ơn bác sĩ Jesus, y sĩ Maria và Gerardo. Chiều nay trời đổ mưa to, tôi đang bị cơn tăng huyết áp hành hạ phải nằm bẹp ở phòng bác ái xã hội. Chợt nghe bên ngoài tấm bình phong có tiếng của một người phụ nữ nói chuyện với cô nở đang ngồi trực phát phiếu cơm cho người bệnh khuyết tật. Chị ấy hỏi, dạ cho em hỏi thăm, đây có phải là phòng ông cha uy không ạ? Hồi năm ngoái, ông cha có đặt tay cầu nguyện cho em mà em sinh ra con nhỏ này nè. Mệt thì mệt, ngay đến chuyện liên quan đến bảo vệ sự sống là tôi tỉnh ngay, lọ mọ bước ra. Nhau mắt nhìn mà chưa nhớ ra hai mẹ con người khách đến thăm bất ngờ là ai. Chị ấy cũng nhau nhau mắt nhìn và bất ngờ la lên. À đúng rồi, đúng ông cha uy này giúp gia đình em đây mà. Để em ra cổng nhà thờ gọi chồng em nữa vào đây luôn. Thì ra đây là một gia đình từ Gia Lai về Sài Gòn chỉ cốt để gặp tôi. Anh chồng có tên là Rochum Drog, người Tây Nguyên Trai, 30 tuổi, còn chị là người Kinh, gốc Sài Gòn. Tên là Trần Kim Thoa, 29 tuổi. Gia đình hiện ngụ tại số 2 đường Phú Bình, xã Gia Le, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai, thuộc giáo xứ Gia Plư, do cha Nguyễn Đình Thi, dòng chùa Cứu Thế phụ trách. Họ đã có hai con, một trai 6 tuổi và một bé gái là cháu này đây mới hơn 1 tuổi. Hôm nay họ quyết định phải về Sài Gòn tìm tôi bằng được, bế theo bé gái được đặt tên thật tuyệt vời là Rochum Sinai Kim Ngôn. Bà của bé dõng dạc bảo tên gọi khá dài ấy có nghĩa đầy đủ là lời vàng trên núi thánh Sinai của Thiên Chúa dành cho dòng họ Rochum. Nhờ ơn mẹ Maria hằng cứu giúp. Tôi lấy làm ngạc nhiên,
Chưa hiểu do đâu mà em bé lại được đặt tên không giống ai như vậy. Thì chị Thoa bắt đầu huyên thuyên kể lại đầu đuôi như sau. Khi thai được 4 tuần tuổi, vợ chồng chị đã đi lần lượt 4 bác sĩ ở khu vực Phú Nhơn, tỉnh Gia Lai. Nhưng tất cả đều cho kết quả siêu âm thật choáng váng, kinh hoàng, là thai nằm ngoài tử cung nguyên bọc. Các bác sĩ đều bảo nhau phải mau về Sài Gòn hút cái thai ra ngay, kẻo để thai càng phát triển thì càng nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ. Nghe tin dữ, chị Thoa khóc òa lên với anh. Anh ơi, em xin lỗi anh, đã không giữ được con cho anh. Em là người quá vô dụng phải không anh? Anh phải dỗ hoài, phải nạt thật to thì chị mới chịu tạm yên. Thế nhưng, riêng vị bác sĩ cuối cùng là ông Cập Bá Soát, một tân tòng từng được cha Trần Sĩ Tín, dòng chuột cứu thế đón nhận vào đạo Chúa, lại trầm ngâm một lúc rồi bảo, không sao đâu, còn một bác sĩ giỏi lắm, giỏi hơn tôi nhiều, chắc chắn sẽ giúp được cho anh chị. Dứt lời, ông bác sĩ vào phòng trong, mang ra một bức ảnh vẽ Jesus Kitô Khoa ở Nazareth. Bác sĩ bảo thêm, cầu nguyện đi, bác sĩ này sẽ cứu giúp. Cũng nhờ lời dặn dò mà anh chị càng thêm xác tín vào Thiên Chúa để dứt khoát không bỏ thai. Đúng như những gì anh chị đã được học trước đây ở khóa Giáo lý hôn nhân 81 của cha Phạm Văn Bảo, dòng chùa Kiều Thế, Sài Gòn. Thế nhưng vẫn lo lắng và buồn kinh khủng. Lắm lúc, chị Thoa hoang mang khóc lóc, nửa ngờ nửa tin, nhưng anh Rochum Troak thì vẫn cứ cười tươi phó thác. Khi thai được 8 tuần tuổi, chị Thoa được chồng đưa đi siêu âm một lần nữa. Bác sĩ ở Phú Nhơn bảo hình không rõ nét lắm. 4 tuần sau lại đi siêu âm, lần này bác sĩ khẳng định thai thật sự nằm ngoài tử cung. Trễ lắm rồi, về Sài Gòn lấy thai ra ngay kẻo nguy. Chị Thoa kể đến đây thì anh chồng nói thêm rằng, theo tục lệ của người Surai, vợ chồng anh sẽ phải vào làng tìm thầy, cúng kiếng linh tinh, rất mất công và tốn tiền. May ra thì được thần cho thai được sống. Với gia đình anh thì nhất quyết không làm như thế, cứ một lòng tin theo Chúa mà thôi. Trước khi về Sài Gòn, anh chị chạy tìm gặp cha Trần Sĩ Tín. Cha nghe chuyện bảo về Sài Gòn thì nhớ đến đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Kỳ Đồng, Sài Gòn mà cầu nguyện với Chúa Giê-xu, với mẹ Maria, với thánh Gerardo, bổn mạng các thai phụ và thai nhi, đồng thời cố gắng tìm gặp cha Lê Quang Uy, dòng chùa Cứu Thế, đang lo bảo vệ sự sống để được tư vấn khuyên nhủ thêm cho. Thú thật, nghe biết tình trạng thai ngoài tử cung, bản thân tôi lúc đó cũng chỉ còn biết dẫn hai vợ chồng ra hang đá Đức Mẹ, đứng bên cạnh cùng cầu nguyện với họ, xin mẹ cứu giúp cho mọi sự được diễn ra bình an. Khi đến bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ khám thì bảo có thể bé nằm ngoài tử cung. Có thể thôi nên vẫn còn hy vọng. Chị Thoa được hướng dẫn lên lầu để siêu âm lại cho biết chắc. Đông bệnh nhân quá, phải ngồi chờ lâu. Chị thì thầm cầu nguyện xin Đức Mẹ Maria cầu bầu, xin Chúa Giê-xu can thiệp. Bác sĩ phòng chẩn đoán hình ảnh coi toàn bộ hồ sơ cũ từ Gia Lai mang về rất kỹ, rồi bắt đầu siêu âm. Hồi hộp, căng thẳng, chợt bác sĩ chỉ tay lên màn hình cho thấy con bé không còn nằm ngoài nữa, nó đã lọt hoàn toàn vào bên trong tử cung rồi kìa. Vết tích cũ nơi bọc thai trước đây nằm ngoài tử cung vẫn còn nguyên. Này như thể bé được một cái ống đưa xuyên qua thẳng một mạch vào sâu phía trong tử cung. Bác sĩ kết luận, yên tâm, chờ sinh bình thường nhé. Hai vợ chồng mừng quá, quay trở lại đền Đức Mẹ để tạ ơn, báo tin vui cho cha Uy rồi lên xe về lại Gia Lai ngay. Tâm hồn bình an và hoan hỉ như chút được gánh lo chịu nặng lâu nay. Ghé báo tin lành cho cha Tín, cũng không quên tặn quà bác sĩ Cập Bá Soát để khoe. Bác sĩ bảo rõ ràng đây là một phép lạ của bác sĩ Giê-xu và ông đã xin nhận em bé mai này sinh ra làm con đỡ đầu của ông. Đến ngày sinh, chị Thoa vào bệnh viện phụ sản tỉnh Gia Lai nằm suốt 3 ngày mà bé gái vẫn chưa chịu ra. Cả gia đình lại cầu nguyện và cuối cùng, từ lúc 7 giờ sáng, vỡ nước ối đến 13 giờ trưa ngày 9 tháng 6 năm 2015, chị Thoa mới hoàn tất cuộc vượt cạn.
quá vất vả, nhưng niềm vui thì lại thật sự chan hòa. Bé gái hoàn toàn khỏe mạnh, nặng đến 3,5 kg. Đúng là lời vàng trên núi Thánh Sinai của Thiên Chúa dành cho dòng họ Rachel, nhờ ơn mẹ Maria hằng cứu giúp. Linh mục Giuse Lê Quang Huy, dòng chùa Cứu Thế, ngày 27 tháng 7 năm 2016. Anh chụp lưu niệm với gia đình cháu bé Maria Rachel Sinai Kim Ngôn, 27 tháng 7 năm 2016. Hết trích. Xin cảm ơn hai cha thật nhiều. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria. Nguyện xin Chúa ban bình an tới giáo hội và quê hương Việt Nam chúng con. Amen.